Tiểu sử La Thành, diễn viên hài làm lại từ đầu sau những lầm lỡ. La Thành là một diễn viên chuyên đóng phim và còn trình diễn trên các sân khấu kịch lớn nhỏ ở Việt Nam. Dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng La Thành luôn thể hiện được nét duyên dáng qua từng vai diễn khiến khán giả yêu mến. Nhiều năm hoạt động trong nghề với khối lượng tác phẩm không hề nhỏ, La Thành từng góp mặt trong các bộ phim tên tuổi như Chị 13, Ba Ngày Sinh Tử, Bố Già, Phu Quy Đại Náo, Bệnh Viện Ma, Đôi Mắt Âm Dương. Và nam diễn viên còn là cái tên thu hút khán giả ở sân khấu thế giới trẻ. La Thành tên đầy đủ là La Tấn Thành, anh sinh năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Là người đam mê diễn kịch, thế nên từ khi còn bé, La Thành đã tích cực tham gia vào các chương trình ca hát hay đóng kịch của nhà trường. Cũng chính vì niềm đam mê này mà anh không được ủng hộ từ phía gia đình. Bởi gia đình nam diễn viên muốn anh nối nghiệp công việc kinh doanh. Khi học lên lớp 12, gia đình La Thành đã chuẩn bị giấy tờ sẵn để anh sang Úc du học, nhưng rồi anh quyết định chạy theo ước mơ, từ bỏ du học, thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhưng may mắn chưa đến với chàng trai 18 tuổi, khi lần đầu La Thành thi đã không đậu vào ngôi trường nghệ thuật này. Sau đó La Thành theo học tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải. Khi tốt nghiệp cao đẳng, anh chưa đi làm ngay mà tiếp tục thi vào trường sân khấu điện ảnh một lần nữa, và lần này anh đã trúng tuyển. Dù đã đậu và được học tại ngôi trường mơ ước, nhưng La Thành vẫn chưa nhận được sự đồng ý hay ủng hộ từ phía gia đình. Nên anh rất ý thức việc mình phải làm thật tốt để cho ba mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Với ngoại hình nhỏ con và khuôn mặt có nét hài hước, nam diễn viên thường được giao các vai diễn mang đến tiếng cười. Cũng chính nhờ thế mạnh này nên anh dễ dàng hóa thân vào nhân vật. Vừa mang tiếng cười mà đôi khi cũng lấy đi nước mắt của khán giả. Các vai diễn của La Thành tuy không chính nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong mạch phim. Ngoài đóng phim, La Thành được nhiều khán giả quen mặt hơn qua sân khấu hài hay sân khấu kịch. Anh là một thành viên quan trọng của sân khấu kịch thế giới trẻ. La Thành có thể hóa thân vào nhiều tạo hình, từ già trẻ, lớn bé hay cả nam lẫn nữ trên sân khấu. Nét duyên dáng và tư duy hài hước, văn minh của La Thành cũng đã được công nhận khi anh thể hiện xuất sắc chương trình truyền hình Cười Xuyên Việt và nhận được nhiều lời khen từ các nghệ sĩ như Trấn Thành hay Việt Hương. Có thể thấy, con đường sự nghiệp của La Thành khá thành công và phần lớn đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ. Thế nhưng, chỉ vì niềm đam mê cờ bạc mà La Thành đã phải trả giá khá đắt cho những sai lầm của mình. Trốn nợ, nợ nần chồng chất vì đam mê cờ bạc. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, La Thành sa chân vào con đường cờ bạc. Năm 2015, nam diễn viên phải rời bỏ showbiz với số nợ khổng lồ từ việc ăn chơi của mình. Suốt thời điểm từ năm 2015 đến 2018, La Thành phải bán hết tài sản để trả nợ. Tuy nhiên, vì số nợ quá lớn và không còn khả năng chi trả, nên anh phải trốn chủ nợ. Đến khi các chủ nợ không còn tìm được La Thành và đăng đàn đòi tiền trên mạng xã hội thì khán giả mới vỡ lẽ. Dù đã nhận ra được sai lầm của mình nhưng lúc này đã quá trễ vì anh không còn khả năng chi trả. La Thành rơi vào khủng hoảng và phải về Bắc phụ mẹ nuôi hầu để trả nợ dần. Năm 2021, khi mọi chuyện đã dần ổn định, trong một bài phỏng vấn La Thành cho biết: "Tôi sống qua ngày bằng cách âm thầm nhắn các anh chị em trong nghề giúp đỡ. Mỗi người bạn thỉnh thoảng hỗ trợ tôi 1 hay 2 triệu đồng. Ai có việc gì phù hợp cũng kêu tôi làm để có thêm thu nhập. Tôi biết ơn chị Thu Trang và anh Tiến Luật đã giúp đỡ lúc khó khăn. Anh chị mời tôi đóng phim Chị 13, Đôi Mắt Âm Dương và một số dự án nhỏ khác.
Cả hai biết rõ nguồn nợ và tin tôi không cố tình gây thêm nợ nần nên tạo điều kiện cho đàn em đi làm. Mối tình với Ninh Dương Lan Ngọc và cô gái thay đổi cuộc đời La Thành. La Thành và Ninh Dương Lan Ngọc từng quen nhau khi cả hai còn học trường sân khấu điện ảnh. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2015. Chuyện tình yêu của họ thời điểm bấy giờ được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Thế nhưng vào năm 2016, La Thành tuyên bố anh và Lan Ngọc đã chia tay trong êm đẹp. Chia sẻ về lý do đường ai nấy đi, nam diễn viên bộc bạch: "Chuyện chúng tôi chia tay không hề do áp lực nghề nghiệp. Tôi và Ngọc đều là những người thực tế. Ngay từ đầu đã xác định với nhau không nhập nhằng tình yêu và công việc. Ngọc cũng không phải dựa vào sự nổi tiếng của mình mà đòi hỏi hay ra vẻ. Chúng tôi chia tay nhau vì những mâu thuẫn cá nhân và hiểu lầm." 3 năm sau, năm 2019, La Thành một lần nữa công khai bạn gái ngoài ngành giải trí và cũng là mẹ của con anh. Những tưởng gắn bó với nhau trong lúc khó khăn sẽ giúp tình cảm của họ càng thêm bền chặt. Thế nhưng năm 2020, cô gái này đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề để nói về La Thành. Cô cho rằng nam diễn viên bạo lực, cộc cằn, không hoàn thành nghĩa vụ làm ba, nuôi con gái nhỏ. Mọi chuyện dần sáng tỏ khi quản lý của La Thành lên tiếng rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Chính người vợ đã đòi hỏi mức chu cấp cao ngất ngưỡng và còn dùng những lời lẽ không nên khi nói chuyện với ba mẹ nam diễn viên. Đến cuối cùng, cô gái khiến La Thành hết mực yêu thương và quyết tâm làm lại, xây dựng lại gia tài cho mình, lại chính là cô con gái bé bỏng của anh.